Đàn ông bắt đầu trở nên mạnh mẽ thực sự và trưởng thành chắc chắn sẽ có bốn biểu hiện này. Hãy xem bạn có những điều này không. Thứ nhất, kỳ vọng vào người khác ngày càng ít đi. Càng là người đàn ông trải qua nhiều thăng trầm, càng hiểu rằng không có ai trên đời này hoàn toàn đáng tin cậy. Ngay cả người thân cũng có thể quay lưng khi bạn gặp khó khăn, rời bỏ bạn vào lúc khó khăn nhất. Bạn không còn tìm người để than thở, cũng không mong đợi ai giúp đỡ, bởi vì bạn biết người khác giúp bạn là tình nghĩa, không giúp bạn là bản chất con người. Nếu bạn có quá nhiều kỳ vọng thì chắc chắn sẽ phải chịu đựng sự thất vọng. Chỉ có những người thực sự trải qua mới có thể hiểu tôi đang nói gì. Thứ hai, anh ta bắt đầu đặt việc kiếm tiền và sức khỏe lên hàng đầu, không còn chìm đắm trong mối quan hệ tình cảm phức tạp mà tập trung vào việc tập thể dục và kiếm tiền. Anh ta hiểu rằng không có cơ sở kinh tế, thậm chí không thể đảm bảo được những phẩm giá cơ bản nhất, ngay cả người thân nhất cũng có thể không ưa bạn. Thứ ba, tâm trạng của anh ta trở nên ổn định hơn, không còn hấp tấp mà học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Anh ta biết rằng một số vấn đề không thể giải quyết bằng cảm xúc, vì vậy dù trong lòng có khổ cũng sẽ mỉm cười đối mặt. Đó chính là sự trưởng thành, biết cách kiên nhẫn và quyết đoán. Thứ tư, tính khí của anh ta trở nên nhỏ bé hơn, nhưng tấm lòng lại trở nên rộng lớn hơn. Anh ấy không còn để tâm đến mọi chuyện nữa. Anh ấy chọn cách tránh xa những người chỉ trích mình. Anh ấy hiểu rằng suy nghĩ không cùng một tầng lớp dù có tranh luận thêm nữa cũng chỉ là vô ích. Đúng là quan điểm sống khác biệt lãng phí lời nói. Khi một người đàn ông trở nên mạnh mẽ, không có gì có thể ngăn cản anh ấy. Cuộc đời anh ấy cũng sẽ từ đó mà đi lên. Tình yêu và hạnh phúc mà anh ấy khao khát đều đang chờ đợi anh ấy. Cuộc sống của anh ấy không còn bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, mà được dẫn dắt bởi sức mạnh nội tâm. Anh ấy biết rằng phải vì ước mơ và mục tiêu của mình mà nỗ lực phấn đấu, không còn bị chi phối bởi đánh giá của người khác. Sự mạnh mẽ nội tâm này khiến anh ấy trở nên kiên định hơn, dù đối mặt với bất kỳ khó khăn và thách thức nào, anh ấy đều có thể đối mặt một cách bình tĩnh. Lúc này của anh ấy đã không còn là chính mình của quá khứ. Anh ấy toát ra một khí chất điềm tĩnh và tự tin thu hút mọi người xung quanh. Anh ấy trở thành tấm gương mà người khác ngưỡng mộ, bởi vì sự trưởng thành và kiên cường mà anh ấy thể hiện thật sự đáng để người ta khâm phục. Con đường đời của anh ấy trở nên sáng sủa hơn, bởi vì anh ấy biết rằng chỉ cần kiên trì, mọi gian khổ đều sẽ trở thành bậc thang dẫn đến thành công của anh ấy. Trái tim anh ấy đầy ắp sự mong đợi và tin tưởng vào tương lai, bởi vì anh ấy biết mình đã có tất cả những gì cần thiết để phát triển. Anh ấy không còn sợ hãi khi đối mặt với điều chưa biết, mà là sẵn sàng đón nhận thách thức đến với mình. Anh ấy biết rằng dù gặp phải khó khăn gì, anh ấy đều có thể đối mặt một cách dũng cảm, bởi vì anh ấy đã trở nên đủ mạnh mẽ và trưởng thành.